Xin chào mọi người ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái dự án Public Sale. Đây là một cái dự án sẽ có tên là Vaulty. Vaulty đang có cái chương trình Public Sale vào ngày 9 tháng 8 các bạn nhé. Và lúc mà đến ngày 17 tháng 8 thì cái chương trình Whitelist của nó thì nó có một cái chương trình cho các bạn tham gia. Và 500 winner sẽ được, tức là nó cho bán trước ấy mọi người ạ. Giá con này là 0,7 BUSD, VLTI các bạn nhé. Tức là top 100 người có cái entry cao nhất và 400 random winner sẽ được mua trước cái dự án này nhé. Wallet đăng ký kết thúc vào ngày 16 tháng 8. Đấy, 16 tháng 8, 17 tháng 8 sẽ cho sale open wallet. Nói chung là trong vòng 16 và 17 tháng 8 là kết thúc nhé. Cái rep này thì mọi người sẽ đánh cái tên của mình vào nhé. Đấy, mình sẽ để cái tên ở bên dưới cho mọi người. Ở đây thì các bạn thấy check cái chương trình Twitter thì mình theo Twitter cho nó này. Nó cũng có liên kết liên hệ với lại BSC Stadium, BSCS à. Đấy. Cái con này thì mình thấy khá là ok mọi người nhá. Cái website thì cũng thấy ok, banner các thứ cũng đầy đủ, tem rồi đội nhóm rồi round map các thứ đầy đủ mọi người nhá. Vì thế cho nên nó bán khá là đắt mọi người ạ, 0,7 đô la một đồng. Đấy, còn lên thì không biết là thế nào. Hình như ở đây là một cái app, tức là cái như kiểu cái sàn đấy mọi người. Nhưng sau này thì chắc là mọi người sẽ connect đến này, nếu mà mình có trúng ấy thì mình chắc là mua luôn ở đây, connect đến ví và mua luôn. Đấy, cái này thì cũng có như kiểu là farm phía các thứ đó mọi người. Đấy, ok thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái này nhá, vượt qua captcha này, các bạn đánh cái tên rep vào đây cho mình nhá. Các bạn vào continue. Mình sẽ để cái link rep ở bên dưới cho các bạn nhé. Ở đây thì nó sẽ có những cái nhiệm vụ như thế này và chúng ta sẽ cần phải làm nhé. Đầu tiên là các bạn sẽ ấy, cái này nó chưa có cho ấy. Enter này. Đấy, enter xong thì mọi người sẽ được một vé nhé. Thì ở đây thì các bạn sẽ theo dõi này. Join cái Telegram group channel của nó nhé. Cái này thì mọi người cũng nên mua một ít mọi người ạ. Mình nghĩ là các bạn nên làm, nếu mà trúng thì các bạn cũng mua một ít. Cái dự án này mình đảm bảo là các bạn không 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 ấy đâu. Mình thấy là cái dự án này rất là ok mọi người ạ. Thế nên mọi người không không sợ đâu. Đấy. Rồi. Quay lại, chúng ta sẽ ấn vào username của mình là cái gì nhá, không phải anh Kỳ không nữa. Không phải. Nam Nguyễn 83. Ấn vào joiner nhé các bạn nhé. Đấy thì nó sẽ mở từng cái một này, mình sẽ làm từng cái một nhé. Khổ thế cơ, nó không có mở hết cho mọi người luôn một lúc đâu. Join tiếp nè. À, join vào đây là con bắt mình cộng này, 8 cộng 1 bằng 9 thì mình sẽ đánh 9 vào nhé. Để cho mình log in cái group và để mình có thể chat được ấy. Rồi, cái này flow Twitter thì mình flow rồi, đánh username vào đây. Dự án này IDO ngon đấy mọi người cố gắng làm nhé. Ủa, hiện xanh lên để tôi tích nào. Red Twin. Audit support what is your username, thì mình red twin xong rồi dán username nhé.
Nó mà bảo username thì mình đánh username nhé. Nếu mà nó ghi là profiling thì các bạn mới dán profiling của mình nhé. Rồi, mọi người sẽ ấn vào tiếp này, visit. Visit, tôi visit rồi mọi người ơi, tôi visit từ đầu luôn rồi. Các thánh ạ. Đấy, không biết có ra cái thể thống công rãnh gì không. Ông CEO là ông nào? Konstantin Ramaronov của Nga. Tên này nghe giống của Nga lắm, đúng của Nga. Dự án này của Nga mọi người ạ. Đây CTO cũng là Dmitry Smirnov này. Đọc tên đã biết của Nga rồi. Subreddit YouTube channel mọi người nha. Tiếp theo cái gì đây, cái này là cái gì, Lee Club visit ở trên Medium. Mình sẽ tắt bớt cái này đi nhé, làm từng cái một mọi người. Đây vào nó ở trên này, bài viết nha mọi người, lên đây ấn Club này. Theo lúc được lúc không nhỉ. Rồi đánh vào username. Username cái username Medium của mình ấy nhé. Đây của mình là Kỳ Anh 83900. Rồi. Cái này mới đến, cái này mới là enter ví của mình này. Các bạn enter đến cái ví của mình ở trên MetaMask nhé. Các bạn cách một phát để cho nó hiện ra nhé. Cái này thì chúng ta sẽ chia sẻ bạn bè để chúng ta kiếm thêm cái này nhé. Đấy, còn mấy đây nữa là kết thúc 18 tháng 6, à 16 tháng 8. Còn tuần nữa nhá mọi người. 6 đây nữa. Đấy thì các bạn kiếm càng nhiều entry càng tốt nhé các bạn nhé. Còn lúc nào mà đến ngày 16, 17 thì mọi người vào để ý cho mình là nó sẽ có cái thông báo ở trên mạng xã hội của nó. Trước tiên là các bạn đã theo dõi Telegram, theo dõi Twitter phải không? Thì nó sẽ thông báo lên Twitter cũng như là Telegram về cái danh sách các bạn đã trúng thưởng, trúng cái whitelist đấy. Thì sau đấy thì mọi người sẽ, nó sẽ hướng dẫn các bạn để mua nhé. Vì thế cho nên là bạn nào mà trúng mà các bạn không muốn mua ấy thì các bạn nhớ là inbox với đảng Admin để Admin có thể xem là bạn nào muốn mua thì mình sẽ connect cho các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhé. Thông báo dự án Vaulty, đây là một dự án tham gia whitelist các bạn nhé. Thì các bạn trúng whitelist thì các bạn sẽ được mua trước cái dự án này trước khi nó lên sàn, và nó sẽ bán rẻ hơn ở lên khi lên sàn. Ví dụ lên sàn 1-2 đô thì ví dụ nó ở đây nó bán 0,7. Đấy, ví dụ nó lên 5-7 đô thì mình sẽ nhân 5 nhân 10 các bạn nhé. Đấy, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.